Xin kính chào quý vị và các bạn nha. Thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ những chiếc xe mà đang có tại cửa hàng tôi các bạn nha. Đây. Hôm nay thì cửa hàng tôi đang sửa chữa cho nên là tôi mang hết ra để ở một dãy ở vỉa hè này đây. Đấy, để một dãy này do cửa hàng đang sửa chữa nha các bạn nha, đang sửa chữa cái mái cho nên là tôi đem hết ra ngoài để tôi quay. Chiếc xe này thì tôi đã bán rồi. Đấy, chủ xe đã ký niêm phong, dán niêm phong ở cánh cửa đây các thứ đây. Dán niêm phong rồi nhưng tôi vẫn đem ra đây đánh ở đây vì đang sửa cửa hàng các bạn nhé, toàn bộ ở ngoài cửa hàng đây ạ. Đấy, đầy đủ các xe Peugeot 5008 này, Kona này, đấy, Kia K3 214 nhá, rất nhiều các loại xe luôn. Đấy, hiện tại thì cửa hàng chúng tôi đang có đầy đủ các chủng loại nhé. Hyundai Elantra này, Vios E này, đầy đủ. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có đầy đủ các loại xe từ hatchback sedan cho đến những xe bán tải đều có hết luôn các bạn nhé. Toyota Vios E này, Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt 2018 này, màu vàng sâm banh này, Toyota Yaris 2011 này, nhập khẩu này, Wildtrak 3.2 2016 này, biển đẹp luôn. Đấy, Mazda 2 các bạn nhá, Mazda 2 2020 này, biển Hà Nội này, Ford Everest 2011 biển Hà Nội, một chủ từ đầu này, số tự động, máy dầu. Đấy. Đấy, và cả con cứu hộ này đây. Con cứu hộ này là tôi để những người nào mà mua xe hoặc là cứu hộ những chiếc xe nào mà đang cần thiết phải cứu hộ thì tôi sẽ dùng cứu hộ luôn nhá. Có cả xe cứu hộ để chở. Đấy, Hyundai i10 này, rất nhiều các loại xe luôn các bạn nhá. Wildtrak 2.0 biturbo này, đầy đủ các chủng loại xe luôn các bạn nhá. CRV này, Innova này, CX5, đầy đủ luôn các bạn ạ. Đầy đủ các phân khúc từ 7 chỗ, 5 chỗ, 4 chỗ. Đấy, dòng gầm thấp, gầm cao, crossover hoặc SUV đều có hết các bạn nhá. Đấy, phía trước quý bạn xem đây ạ, là một chiếc xe Outlander các bạn nhá. Outlander này, phiên bản này là 7 chỗ các bạn này. Nissan Sunny. Đấy. Và trên cùng là chiếc Kia Carens 2009 các bạn nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn và rất nhiều các loại xe luôn các bạn nhá. Đấy. Toàn bộ xe trong cửa hàng chúng tôi hôm nay sửa cửa hàng cho nên là tôi đem ra đây, tôi để một dãy tại vỉa hè này đây ạ. Đấy, tôi để tạm ở vỉa hè đây thôi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe ô tô cũ, mua xe hoặc bán xe thì mời quý vị và các bạn hãy qua cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để xem xe và lái thử những chiếc xe tại cửa hàng tôi các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, chúng tôi đang có rất nhiều các mẫu mã xe, từ xe hatchback, sedan, từ xe to đến xe nhỏ, từ xe cỏ đến xe sang, chúng tôi đều có hết các bạn nhé. Quý vị các bạn nào đang có nhu cầu mua, bán, trao đổi xe, kể cả là ký gửi thì hãy đến với cửa hàng chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội ạ. Và nếu như quý vị và các bạn qua xem xe thì các bạn có thể liên hệ trước qua hotline chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn các bạn nhé.